Thưa quý vị, còn đúng một tuần nữa, tức là vào ngày 5 tháng 12 tới thì nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 cùng với Liên minh châu Âu dự kiến sẽ áp giá trần với dầu nhập khẩu từ Nga trong phạm vi 7 nước thuộc G7 và 27 quốc gia thuộc EU. Nếu mà đạt được đồng thuận thì giá trần sẽ được áp dụng tại 34 nền kinh tế hàng đầu trên thế giới. Vâng, vậy mức giá trần bây giờ là bao nhiêu? Thì cho đến thời điểm này thì chúng ta vẫn chưa có con số chính xác. Và mức giá trần mà nhóm G7 đưa ra hiện nay với một thùng dầu của Nga là từ 65 đến 70 đô la Mỹ. Con số này được liên tục bàn thảo tại Liên minh châu Âu tuần qua. Xong đến phiên họp quyết định tối thứ 6 vào ngày 25 tháng 11 thì cuộc họp đã bị hoãn và phút chót. Không biết là cái mức giá trần mà họ đang đưa ra tranh cãi là bao nhiêu chị Kim Huệ? Và hiện nay thì có hai luồng ý kiến. Thứ nhất là Ba Lan, Cộng hòa Estonia và Cộng hòa Litva thì muốn mức giá trần thấp hơn khá là nhiều, khoảng 30 đô la Mỹ cho một thùng. Cho rằng mức này là sát với chi phí sản xuất của Nga. Trong khi đó thì Cộng hòa Síp, Hy Lạp và Malta thì lại muốn một mức cao hơn. Thực tế đây là những quốc gia vốn có ngành vận tải đường biển đang phục vụ chính cho hoạt động vận chuyển dầu xuất khẩu của Nga vào EU. Những nước này cho rằng là mức giá đề xuất là quá thấp, đưa ra yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại kinh doanh mà họ phải gánh chịu hoặc là cần có thêm thời gian để họ tiến hành điều chỉnh hoạt động. Và để phân tích sâu hơn về chủ đề này trong phần tiêu điểm kinh tế sáng nay thì sẽ có sự tham gia của phóng viên Hồng Quang từ châu Âu và phóng viên Nhật Linh từ Nga. Vâng, xin chào anh Hồng Quang ạ. Thời hạn chót để áp giá trần chỉ còn một tuần nữa và cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng dự kiến sẽ được chuyển sang tuần này. Nhưng mà hiện thì chưa có ngày giờ cụ thể. Anh có thể phân tích những tranh luận hiện nay tại châu Âu liên quan đến áp giá trần dầu Nga được không ạ? Cái bài toán khó của các nước G7 cũng như là của Liên minh châu Âu là phải xác định một mức giá trần đủ thấp để mà đánh vào nguồn thu và năng lực quân sự của Nga, nhưng lại phải đủ cao để mà nước Nga vẫn tiếp tục xuất khẩu dầu thô. Nếu như mà giá bán nó quá thấp, lợi nhuận ít ấy, thì nước Nga sẽ mất đi động lực xuất khẩu, dẫn tới là cái giá dầu tăng trên thị trường thế giới. Thế mà như vậy thì lại thành ra là bất lợi cho những nước lệ thuộc vào dầu mỏ, mà đặc biệt là các nước thành viên Liên minh châu Âu. Thế tới lúc này thì vấn đề là liệu các nước G7 và Liên minh châu Âu có thực hiện biện pháp này vào đầu tuần sau hay là không, chứ không phải là mức trần sẽ là bao nhiêu. Vâng, biện pháp áp giá trần với dầu Nga thì nằm trong gói trừng phạt thứ 9 của EU với Moscow liên quan tới xung đột tại Ukraine, và đây được xem là biện pháp mạnh mẽ nhất để mà cắt nguồn đô la Mỹ mà Nga có được. Vậy thì từ phía Nga họ đang có những tính toán gì trước việc phương Tây sẽ thực hiện lệnh cấm này? Xin được kết nối với phóng viên Nhật Linh từ Nga. Chị Nhật Linh, báo chí Nga thì đang nói gì về mức giá trần là 65 cho tới 70 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là có mức giá là 30 đô la Mỹ một thùng cũng đã được nhắc tới ạ? Cuối năm 2021 thì Bộ Năng lượng Nga từng đưa ra con số ước tính chi phí sản xuất dầu ở Nga dao động trong khoảng 15, 40, 45 đô la Mỹ một thùng. Số liệu này thì gần như là tương ứng với của công ty phân tích độc lập Rystad Energy khi tính giá dầu Nga từ 20 đến 50 đô la Mỹ một thùng, tùy thuộc vào cách xử lý các con số. Báo Nga đã dẫn dữ liệu của cơ quan thống kê liên bang Rostat. Trong 5 năm qua thì chi phí sản xuất dầu Nga đã tăng gấp đôi mà chưa tính đến thuế cũng tăng. Theo Bộ Tài chính Nga thì vào tháng 10 năm 2022, một thùng dầu xuất khẩu Uran của Nga có giá hơn 70 đô la Mỹ, thấp hơn khoảng 24 đô la Mỹ so với dầu Brent. Điều này theo các chuyên gia của Finance trên tờ Quan điểm thì giá trần nếu áp đặt ở mức 65-70 đô la Mỹ thì đang gần với giá dầu thị trường hiện tại của Nga. Và việc Mỹ và EU áp giá dầu trần chỉ còn là hình thức. Chuyên gia của Quỹ An ninh Năng lượng Nga, ông Stanislav Mitrakovich, dự báo giá cận biên của dầu Nga được đặt ở mức 65 đô la Mỹ một thùng. Bởi nếu giá dầu xuống dưới mức trung bình 50-60 đô la Mỹ một thùng, thì các vấn đề về sản xuất dầu Nga sẽ ngay lập tức nổi lên, đánh vào điểm dễ tổn thương nhất trong nền kinh tế Nga, đó là ngân sách của nước này. Nga thì đã cảnh báo không bán dầu cho các nước tham gia áp mức giá trần. Và thực tế là dù nguồn cung dầu và các sản phẩm dầu Nga sang châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã giảm 2 triệu thùng một ngày kể từ đầu năm 2022, thì việc chuyển hướng xuất khẩu sang Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác đã cho phép Nga giảm tổn thất sản xuất. Xin trở lại trường quay. Vâng.
Thực tế tôi biết thì Nga họ đã chủ động giảm sản lượng để mà lượng cung ra thị trường giảm. Liệu điều này thì nó có gây ra những cái tác động làm bất ổn thị trường năng lượng hay không? Và báo chí Nga họ nói gì về điều này ạ? Theo cơ quan năng lượng quốc tế, nếu Nga cắt giảm sản lượng lớn để mà đáp trả việc áp đặt giá trần quá thấp, thì điều này có thể sẽ gây sốc cho thị trường. Giới chuyên gia Nga ước tính, nếu lệnh cấm vận và áp trần giá dầu dẫn đến xuất khẩu dầu Nga giảm 1 triệu thùng mỗi ngày, thì giá dầu có thể lên tới 120 đô la Mỹ một thùng, trong khi thì vẫn duy trì hạn ngạch sản xuất trong tháng 11 của các nước OPEC cộng. Nếu xuất khẩu từ Nga giảm 0,5 triệu thùng, thì giá dầu sẽ là 100 đến 110 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, thì nhà phân tích của Tổ chức Tự do Tài chính Toàn cầu Vashenko cho rằng, nếu Ấn Độ và Trung Quốc không tham gia vào lệnh cấm mới, việc giảm xuất khẩu từ Nga sẽ được bù đắp bằng báo giá mới ngày càng tăng trên thế giới. Báo chí Nga nhận định là việc Mỹ và EU liên tục tăng trần cho thấy bản thân các nước phương Tây cũng lo ngại nếu mà dầu mỏ Nga rời khỏi EU, rời khỏi một phần thị trường thế giới nói chung thì không thể tránh được hậu quả là thiếu hụt dầu, làm rối loạn thị trường năng lượng. Xin trở lại trường quay. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục với anh Hồng Quang từ châu Âu. Vậy tác động của lệnh áp giá trần với dầu nhập từ Nga tới nền kinh tế EU thì sẽ tới đâu thưa anh? Tôi xin nói rõ cái vấn đề này, cái việc cấm vận dầu mỏ ở châu Âu họ quyết từ lâu rồi và sắp sửa đi vào thực tế. Thế còn cái chuyện mà áp giá trần là G7 và Liên minh châu Âu, đấy là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau nhé. Thì châu Âu họ cấm vận dầu mỏ Nga là từ ngày 5 tháng 12, tức là từ tuần sau thì các nước châu Âu sẽ không mua dầu thô của Nga nữa. Quyết định đó là có từ lâu rồi và tuần sau sẽ có hiệu lực. Thì từ ngày 5 tháng 2 năm sau, tức là 3 tháng nữa thì châu Âu họ sẽ không nhập khẩu bất cứ loại dầu gì từ Nga. Dầu thô cũng như dầu thành phẩm hay là xăng và diesel đều không nhập. Thì cái dầu diesel ấy thì còn được gọi là dầu cặn, là cái loại nhiên liệu mà lạc hậu và gây ô nhiễm, thì có rất là ít quốc gia còn sản xuất cái loại dầu này. Thì từ nhiều năm qua thì các nước châu Âu họ đang loại bỏ dần cái động cơ diesel, thế nhưng mà hiện giờ ấy thì 20% xe hơi ở châu Âu vẫn chạy động cơ diesel với cái nguồn cung chủ yếu là từ Nga. Thì nước Nga đang đứng thứ 3 thế giới về sản lượng diesel. Thì có thể nói là với cái chuyện cấm vận của châu Âu này thì không phải là dầu thô mà không phải là xăng, thế mà chính là cái nguy cơ thiếu hụt diesel tại châu Âu thì mới trở thành vấn đề đối với các nước châu Âu. Dạ vâng, xin được cảm ơn những bình luận từ châu Âu của phóng viên Lê Hồng Quang và từ Nga của phóng viên Nhật Linh. Theo các chuyên gia thì thị trường năng lượng tuần này sẽ ghi nhận nhiều biến động, trong đó trong bối cảnh là các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp của EU liên quan đến mức giá trần áp với dầu Nga, và giá vàng đen thì đã liên tục giảm những ngày gần đây và hiện đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 của năm ngoái rồi. Vâng, một cuộc họp thì cũng sẽ rất thu hút sự chú ý, đó là tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và đối tác, tức là nhóm OPEC cộng, thì sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật, ngày 4 tháng 12, tức là trước thời điểm mà lệnh áp giá trần có hiệu lực là ngày 5 tháng 12. Và tuần trước thì tờ thời báo Phố Wall cho biết là OPEC cộng đang tính đến khả năng là tăng sản lượng. Nhưng mà sau đó thì Ả Rập Xê Út đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Liệu rằng phương Tây có thể thực thi việc áp giá trần với dầu Nga hay không? Thì chúng tôi sẽ còn quay trở lại với chủ đề này trong những chương trình tiếp theo với những phân tích sâu hơn về câu chuyện của thùng dầu.